Hi hi, xin chào các bạn, mình là Delam đây và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Scorus để tiếp tục chuyến phiêu lưu vào sa mạc. Alo. À, vô team speak đi ông ơi. Giờ đi săn đó nè. Ồ, ra là con này. Nó dậm dữ quá. À, cái con quỷ voi này nó lên vào mấy hả? Sao bữa nay cái ống nhòm nó kỳ vậy ta? Alo, nghe không? Nghe rồi. Con này level 10, cho con Raptor cạp nó chết đi. Chụp túi kìa. Voi nè. Bây giờ mình đi chế cái trong video này thì mình sẽ bắt cái con tắc kè đuôi gai. Còn là trước hết là mình phải chế cái ballista trước. Nằm đâu nhỉ? Như máy này mới chế được. Ủa phải. Ở đây chứ. Rain nào ta, đây là sculptor đây. Xong mình chế cái chain bola. Bola này chế ở Smithy luôn. Thiếu xi măng. Xi măng đâu rồi? Đây. Mỗi ngàn rưỡi vô là đủ. Này chế được mấy cái? 30 cái hả? Để chế khoảng 15 cái đi. Lại. Ủa gì? Rocket nè. Đạn nè. Lấy thêm ít đạn nữa. 100 viên là đủ. 15 cái này, rồi một cái này nữa. Đi, mình đi vòng vòng mình kiếm con tắc kè gai coi. Quỷ này 158 rồi. 50.000 máu. Ghê. Chua. Nó đứng tới giờ vẫn. Tăng mát máu luôn. Tăng riết nó còn có nửa máu à. Nó đứng từ ngày hôm qua tới giờ nó chưa lên đầy máu nữa. Đó mà chiều em mới tăng á. Mới chiều hả? Mới tăng mà nó tăng tới giờ vẫn chưa lên đầy ha. Giờ mới lên tiếp. Rồi. Tanh máu nhiều quá chị, nó đi chậm mấy mồm luôn. Nó là voi chiến mà nó đâu cần đi nhanh. Nó đi nhanh mấy con kia chạy nhanh sao chạy kịp. Im lặng á. Này ấn cái nút gì để mà cái này xoay được, ok. Okay, cool man. Nạp đạn vô. Kỹ rồi. Cái bắn. Ủa? bắn trúng đầu thằng đang tẩy vô. Nạp đạn sao ta?
Rồi. Cô. Ta nhảy xuống. Ơi để chết thêm ít tên nữa. Rồi, Ballista Terrace. Này chắc phải vô kia làm. Này học luôn, chế thêm đạn cannonball này, đằng nào cũng học, chế thêm vài chục cái tên bắn, bắn nó chắc chết luôn. Thấy đứa nào ngứa mắt là bắn. Alo, ông già đâu rồi? Đang đi ba đi kiếm nè. Thấy nó nhờ im im. Ủa còn có 8 cây à, thiếu gì vậy? Thiếu fling dữ quá. Lên đây đào một mớ luôn. Năm chục cây luôn. Đây mình cũng đi kiếm luôn. Lấy con nào đi kiếm cũng được mà. Bướm mà nhanh hơn chim. Tôi đi ra cái chậu bi cành xanh á để tôi coi thử. Ghế ngang rồi, tôi biết rồi. Ghế chỗ nào? Ghế bên phải. Đó, cái chỗ đá. Nó không có tỉnh dậy đâu mà lo. Đi nhà kia có con rồng. Đã vậy còn xây chuồng nữa chứ. Lớn rồi chơi xây chuồng. Tâm là bắt không? Bao nhiêu? Tâm 100 hả? Bắt luôn. 55. 55 hả? Cũng được. Bắt để về cho bả đập gỗ mà. Có con lấy gỗ hả? Là con đó đó. Thấy chưa, đầy nè, 62% đâu có lo. Đi, để về nhà. 41-60. 41-60, để tôi về nhà tôi lấy đi liền. Chắc là em cho nó ăn gì nó cô tiếc quá, chắc họ lại tìm xong nó giữ chưa tỉnh dậy nữa. Hay lắm. Tắt quạt đi vậy. Ít xì. Nó xì sẽ không uống thuốc vô. Thì cái xì uống thuốc, cái thuốc chấm cái xì hả? Đây, đạn dược đầy đủ. Ủa chưa xong. Lấy đỡ rồi đi. Ồ có hai loại đạn, sao nó biết nó sử dụng loại đạn nào ta? Ồ nó đổi qua cái này. Vậy sao cách nào nó đổi qua cái kia ta? Em phải vô trong đây gỡ ra. Không có tự đổi được, nó mặc định là cái này à. Không được. Ai nhét gì vô con ta nặng quá trời. 9000 mấy trái cây luôn. Em á, tại vì em lấy nó đi lấy nè, cô tích cái này nè, cô berry nó nhiều hơn lấy con kia. Ở đây. Nhưng mà để hạt của gì là Bacharot á, lại để bắt con Miracle Berry nè, bỏ đi nha. Quá trời. Mấy cái đó bỏ hết đi. 9000 9000. Ui trời. Trồng lại thôi. Rồi.
sao đạt tọa độ 41 hả? 41 nhiêu ông ơi? 41-60. 41-60 là mình đi thẳng lên trên hướng bắc xíu. Mà hướng bắc là hướng nào? Ok, hướng này à, kia màu xanh, đây màu đỏ, vậy hướng bắc là bên đó. Gì? Được rồi. Các con này tăng thêm stamina. Con này là mình nhớ đến mấy con voi ma mút trong phim Lord of the Rings. Quá bự. Không biết con này mà phải chơi với con ma mút thì con nào ngon đánh thắng. Ê, ở đây có một con nè. Có khi không cần phải ra chỗ ông mèo. Con này level mấy? 10. Sao nhìn lẹ vậy? À, phải nhắm nhìn mới nhìn được. Level 10. Ok, thôi đi tiếp. Ray đứng trên đây nhìn được. Đây một con nữa. Con thằng lằn gai. Hello. Vô team speak đi em. Hai mươi rồi rồi ok. Mèo hả? À, con mèo kiếm là 50. Chắc ổng nãy ổng thấy mấy con đây rồi. Rắn rết kìa. Đây mình thử vũ khí này coi. Một phát nè chết con rết nè. Chắc chúng. Ố. Không ổn. Nó bò nó sát chân là bắn không được nữa. Thôi bỏ đi. User joined your channel. Lên 41-60 nè em. Làm gì anh? Để là mình bắt con thằng lằn gai. Thằng lằn cơ em. Nó rong á. Ờ. Coi như là mấy cái loài thú mà lạ lạ ở trong cái bản này là mình sẽ tổ chức đi đánh bắt hết. 41-60 rồi. Ừ, 41-60. Ủa? Mình cần phải lên xíu nữa. Cần lên xíu mà bên qua bên phải. Đem theo súng bắn mê. Đem theo súng bắn bắn mê thôi. À. Xong rồi leo lên anh chở cũng được. Bay chim ra đây thôi. Em mới làm cái lấy dầu. Ồ, ngon. Anh cũng làm một cái ở áo máy đó quay. Tọa độ cái của em ở nhiêu anh đợi bây giờ? Em để cái giường ở đó rồi đó. Em để cái giường ở đó luôn. Thank you.
Rồi đi bộ ra muốn xỉu. Nắng nôi vất vả. Bay lên cao cho dễ thôi. Như ông nói khúc kia. Ở đây ông ta lại có hai con nữa. Một con 40, một con 10. Bắt con 40 cũng được. Nè, đang ở chỗ tôi nè. Thấy ông đó. Thấy ông không? Thấy tôi không? Ông ở đâu? Để coi. Ông thấy con voi không? Con voi dễ thấy mà. Thì tôi đang ở quanh quanh khu đó đó. Đang ở 45-55. Ui, con kia nó tăng máu lên kìa. Một con 40 là đực. Thử kiếm con nào bắn thử à. Bắn con... cái này phải bắn mấy con to to mới được. Rồi tắt cái này đi. Thấy ông rồi nè. À. Đó, còn 40 dưới kìa. Rồi thử. Thử nghiệm vũ khí mới. Ủa. À, làm gì đó làm đi. Khó bắn căng à. Ừ. Khó mà trúng à. Trời. Này có kéo cò không? Để đổi nó đây. Cất cái này đi, thay cái bola vô. Dính chưa? Ờ, dính rồi đúng không? Bụp. Ồ quên, không chờ NPC tới. Không biết nó dính được mấy giây ta, hay là nó dính hoài. Ôi nó thoát ra rồi. Có mấy giây vậy? Có mấy giây à? Chỗ nào hay? Hay núi hả? Ừ. Vậy thả quăng cái gì? 45-55 á. Ừ. 45-55. Tiểu rồi. Ồ, nhanh vậy. Ồ. Vậy mà phải mang vũ khí hạng nặng ra, đúng là lấy dao mổ trâu để giết gà. Chết mồ. À, thịt thà hay gì ta. Rồi nó còn xíu máu à. Tại vì cái mũi đầu hình như anh bắn cái cung nhọn đó. Đâu có. Anh mở lại đây, mở lại anh còn 14 cái con la này. Chứ không phải là 15. Chứ không phải là 26 nè. Lên trên kia mới mở được. Để lên đây giết giết con này lấy thịt cái. Con báo nó thịt rồi. 200 thịt có. À. Mày hả báo? Không có gì ở đây à. Tàn thứ đinh. Rồi, bỏ rồi. Khó cấm. Ừ. Kìa, kìa con báo. Mấy con nhỏ nhỏ bắn có trúng. Nè, 13. Ông nhìn thấy phải đi xa hơn. Em lọc đường luôn. Trời, cái này đúng là hardcore luôn á.
900 chết luôn, một phát chết luôn. Ghê không? Một phát 900 máu, trúng là chết luôn con báo. Hồi nãy có con rồng nó vô nó đánh nhà mình á. Ghê à. Nó đánh chết em với con mèo. Chết con mèo hả? 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 Chết con mèo của Tuyền đúng không? Bả Tuyền bả hả kìa. Mèo của em. Mèo của. Vậy. Của em. Mày nè. Đó. 137 máu. Thôi mù đường rồi, em đi về đây. Kế bên nhà đó. 555. Thôi nó cũng gần xong rồi. Chắc bắn phát chết con này quá. Ừ. Ý, 900 máu. Rồi. Chết. Hai phát là chết con đô đi. Này phải dành cho những cái mục tiêu lớn. Đặt cái canon lên tìm con người đá. Ừ. Mày mốt săn người đá cái mình tháo này ra. Mình bỏ cái canon lên. Cái này gỡ ra được không ta? Ơi không được. Đặt hơi có không được hả? Đặt hai cái hả? Chứ không lấy cái kia. Có đủ chỗ không? Kia thiếu một con nữa có tao đâu. Gì? Chứ không lấy cái con ông là con người đó nó bị xỉu luôn. Lấy đoạn con ông mà con người đó nó xỉu. Ờ. Chứ người đó không bán đoạn me thường được. Giống con Titan vậy. Nhưng mà bắn là bắn phải bắn vô đầu nó đúng không? Em cũng không biết nữa. Chịu. Chưa làm bộ già. Đó lịch trình là mình bữa sau là mình tem con golem người đá. Tem rồng trước đi. Sau ông mèo nói tem golem trước để tem con rồng dễ hơn. Dễ hả? Em không biết. Tốt cần tem rồng dễ hơn luôn lên. Tem rồng chỉ cần xây cái bẫy thôi, dụ nó vô. Ừ, cũng được. Kiếm gì? Chế cái yên cho nó chưa vậy? Chưa, chút nữa về nhà chế. Con này tên là gì ta? Tony đúng không? Ôi cái yên gì lạ vậy? Mở ra nghiên cứu rồi, có gì mới chứ? Canh nói chút nha, tôi chạy lại tôi đi vô luôn. Cái boss đỏ à? Ừ. Cái này chắc cần. Dính dầu nè. Ngập rồi luôn nè. Súng lửa nữa. Sinh phua.
Nãy chiếc con rồng được một mớ xung phu qua luôn á. Giết được con rồng hả? Ghê vậy. Em lấy con T-Rex đi, em cán. Ồ. Con rồng mà thua con T-Rex hả ta? Hả? T-Rex cán phát bả trăm mấy đơn luôn. Ồ. Có tên sắt nữa nè. Cung nữa nè. Cung học rồi. Đồ người nhái không cần. Súng nhắm. Gì vậy? Rồng biển nè. Cái loại này tên là gì? Absorbent substrate. Sticky là dính dính. Chắc là hồ hay gì đó. Rocket à. Mình à. À. Nấu ăn nè. Ừ. Ồ, cái này lại tên lửa lại mới nữa. Rocket Home Missile. Quá tự động. Cái gì? Tâm nhiệt á. Tự động dí luôn á. Bắn con Golem bằng cái đó mà còn học tạm. Khiên nè. Rồi 93. Rồi mình đã vào mấy rồi ta? 100. Ồ, chắc về hả? Vô đâu, kể luôn nha. Tám kể nha. Ôi mình level 99 rồi. Thảo nào học được hết mấy cái đó luôn. Bốn 4% sắp xong. Đốt lên cái tôi thấy đường không? Tối quá tôi dịch. Nè, đốt rồi nè. Đang đốt đốt đó. Bắn gì ta? Tức quá thắng à, thua một chủ. Nhanh hả? Nhanh nó tăng không có được nhiều đâu, tăng được cái xíu à. Nó không có. Thôi đừng nhắc lên, thôi 20 trận liên tục luôn. Gì kêu à? Oh, sao lại gấp người ta đi rồi? Ai gấp mình đi hả? Thả xuống trời ơi. Đừng thả ra chỗ rắn được rồi. Đang đêm đêm gấp thả đi chỗ mấy con rắn. Thả xí ra đi xe bảy rồng đi. Xí đi xe bảy rồng đi. Ừ. Cái vụ xây dựng thì để cho đây làm đi. Ừ. Anh xây là trừu tượng, không ít trừu tượng lắm. Thấy cái bẫy chim tôi xây sao đây làm? Ừ, có hiệu quả là được rồi. Đẹp không? Giống như là một cái công trình của người ngoài hành tinh. Thử bắn cái này coi chết chim mình không? Nó tài năng vậy, cho làm cái gì như được xây dù quá. Cảm ơn, lần bắn chết rồi, bắn thử đi. Một mà cũng đâu ra đâu. Không mất máu. Ờ, không mất máu. Chắc không trúng chứ. Trúng rồi, trúng chắc luôn. Sao trúng tôi không vậy? Anh xử xuống anh lấy cây. Ông có mất máu không? Không, bắn tôi thử rồi, mất máu không? Không, anh xử. Nhỏ xíu rồi thôi. Cây đâm con voi coi, có thiện đam không? Voi hả? Hả? Không. Không có thiện gì đâu. Ờ. Gì kỳ vậy? Này bắn một phát 900 đam lượng á, bắn một phát là chết con một con liền. Con nào trâu thì hai phát. Vậy.
ra đi. Vừa muốn cướp mũi. Ra cái mụn, ra cái thẹo bị ở trên đây nè. Bị nặng cái thẹo nè, chảy máu. Giờ con này nhiều máu mà phải cỡ con Titan rồi, 6-7 ngàn. Bút máu ghê thiệt. Đây có rồi, có vui, có gì vui chứ. Ơi con gì cắn vậy? Vậy à, sách cực khổ à, điểm sách khổ để cho mình bắn thôi, không bắn nữa. Ủa bắn con dài cây tên cũng là gớm. Ai là mọi vậy? Ai là mọi đi kiếm sách mọi của mình cũng làm hả? Ôi con này còn có xíu máu à. Một hồi nó tỉnh dậy trên đường về nó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đúng không? Đi. Ủa? Chung với con này về chứ tỉnh chứ, dậy. Anh làm cái siro máu rồi đó. Siro á. Uống có uống được không, có tăng máu không? Mình chỉ có không. Tăng máu qua chỗ nó ăn thịt vô. Cái siro đó không là siro là gì? Không, siro đó dành cho người. Tin là dành cho người chứ không phải cho uống. Hồi nữa có gì hồi đập cho nó lên máu gì đâu. Cảnh thủ. Ngồi chơi làm gì? Không rảnh quá rồi, chạy hai con mắt đá không lấy gì. Mà giờ đứng đây canh á. Không gì bay về, gặp yên cho con bé chơi, nhưng hôm nay không bay lại. Đi con voi kêu bay về. Chim kệ á. Chim của con mèo. Thì con mèo đứng con voi nha anh. Thì hả? Ông biết ở nhà làm cái gì? Em chế luôn cái GPS cho khỏi lạc đường. Ở bên này bật cái M lên nó có chữ mi mà còn lạc. Không, cái em để cấu hình thấp á, nó không thấy. Nó không thấy số. GPS. Không thấy số bản đồ. Cấu hình thấp, cấu hình thấp gì dữ vậy? À, không thấy số bản đồ luôn. Phải chỉnh lên tới. Là muốn xem luôn, phải chỉnh medium. Xem sao không chỉnh lắp rồi. Là lo hết đó hả? Chơi bằng laptop hay gì? Nè laptop. Tưởng chơi bằng tivi. Chút nữa về nhà chế cái la bàn. Tại giờ mỗi lần mình biết ở đâu nhưng mà ngồi kiếm hướng nào hướng bắc, hướng nào hướng nam cũng mệt. Phải nhìn mấy cái trụ mà bữa nào thời tiết xấu xấu, sương mù là không thấy màu luôn. Nó toàn đá không trời. Cuối cùng tìm ra. Thay cái này thử coi. T
tem con này để làm gì? Lấy gỗ. Con này lấy gỗ à? À, với lại để sưu tầm. Gỗ sao bằng cưa máy vậy? Ông có thử lấy gỗ bằng cưa máy chưa? Rồi, có cưa máy rồi mà. Lấy gỗ không mà. Có bị dính không? Có bị chói chưa? 15 giây. Bị chói rồi. 15 giây. Bị chói 15 giây. Kiếm con mèo chói không lại. Bay rồi. Bay hả? Giờ mới được đứng dậy. Sao bắn được, tại anh đang đua, đang cưỡi con này mà. Bắn một con sói hả? Không, con sói làm gì? 20, 60. Cái này dễ sợ hơn cái canon rồi. Canon khó xài. Đâu bắn thử coi chiêu. Đứng đi, đứng đi. Đứng đi vậy phải tập bắn bay bay chứ, bay vậy còn chậm. Rồi, cái. Ơ, con chim bị bắt, mình không bị bắt. Bị chói chân rồi nè. Có ghi dây không? Ờ, hết rồi. Tụi nó chơi BBB là bán cái này nè. Sắp xong rồi. Để đạn cho người con này. Ủa, con chim ai vậy? 101 luôn. Bắt đi, lấy cái kia bắn nó. Cũng bán đi, bán đi. Cũng rảnh. Vậy, làm gì đập đập ta? Đâu rồi? Dính thôi. Ôi. Đang BBB. Đang chơi đột kích. Đang chơi Battleground. Đang chơi đột kích. Đang chơi Battleground. Thủ thành, người ta thủ thành, mình thủ voi. Hôm qua trai giết được 4 mượn, lần đầu tiên giết được 4 mượn luôn. Ồ. Headshot. Đánh lộn kìa. Đánh cái con gì nó rớt đi xuống. Ờ. Mèo mới thả báo xuống á. 97 rồi. Con này tem cũng lâu gớm. Ui. Gì vậy? Rắn hả? Dạ muốn gì? Thả xuống cái thử không? Bán.
Đâu 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 đâu. Có gì không? Bán. À. Ui. Ui ui ui. Xong, xuống bơm máu rồi nè. Chim con mà. Đây đây cái. Điểm cho nó ăn thịt chín này cho nhanh. Cho nhanh lên. Ăn thịt chín hả? Ăn thịt nướng nó nhanh lên hơn. Ồ. Nào, đầy rồi nè. Ăn từ sống rồi. Được rồi, ăn thịt chín cho nó mau lên ha. Ủa vậy hả? Ồ. Rồi, đi về nhà thôi. Voi của ông 95 kìa. Đúng không? Ừ. Ở đâu bắt nó luôn. Bắt đâu thêm con voi nữa, làm một con voi con voi bắn canon. Tâm nè. Tìm không? Tìm luôn. Ở đâu vậy? Bay lên trên trên trời nó thấy không? Rồi, thấy rồi. Con này hả? 95. Ok. Để thay đạn nữa. Bỏ khỏi. Con đi ra gông rồi. Cho đứng nó đi. Con này đứng đây đi. Ủa đang bắn này hả? Chói chân lại. Chơi kiểu hát co mà. Không được, không được. Nó chạy kia ạ. Nó chạy vòng vòng cái cưng. Ui. Kìa. Trời. Đuổi theo. Trời chỗ này nguy hiểm quá. Ôi kìa bay bay đó chưa. Ui. Xỉu rồi. Cái level rất là thấp thôi. 55 là con này.
55. Trời. Một hit thôi. Một hit là chết. Ủa sao nó tự nó chạy vậy? À nó đánh chung ra đây đánh phụ này. Hết chóng mặt quá. Quên. Trái cây. Hãy còn để một ít trái cây đây. Đứng yên chụp tấm hình coi chiêu. Bấm lúc nào để chào hay. Để lấy con chim bay lên chụp cho nó đẹp. Anh thử anh follow con kia đi. Ok, cool. Con này cần cái gì? Cần máu à? Ừ. Khoảng 50k máu là đủ rồi. Với lại cho nó chạy nhanh lên vậy thôi. Con Dragon đây nè. Con đi Dragon nè. Dragon là gì? Con mấy tim á? Con rồng hả? Nó thuộc họ rồng. Mà người ta nói là con này là cái gì ta? Thằng lằn. Có nhám nè. Rồi khổng lồ hả? Thôi thôi thôi. Chết rồi lắm. Xịt nó đi. Thank you.
Sao mày để đi lấy nha. Thấy không, sao mút chỉ luôn. Mà cái map này nó nhỏ xíu à, nó không có rộng như là cái map Iceland, nó đã nhỏ rồi, map này còn thấy còn nhỏ hơn nữa, đi có xíu là hết rồi. Nó tính ra nếu mà muốn chiến tranh du kích ở cái map này có bộ khó hơn ở map Iceland nhiều. Iceland nói dài mình còn vô trong rừng mình đánh được, cái map này khỏi trốn chỗ nào luôn. Bắt con thôi, bắt chi nhiều vậy? Gì? Một con để lấy gỗ được rồi. Không, đâu tác dụng gì nữa. Không mà tem xong con này, chút nữa mình sẽ về là tân trang lại vũ khí, nâng cấp lên, xài điện và sắm tivi, tủ lạnh, dầu. Ủa mình có cái mỏ dầu rồi hả Chiêu? Có rồi. À. Có hơi cưới. Mỏ dầu có rồi. Cái chỗ gọi người ta gọi là pump, oil pump, bơm dầu á. Ai chả biết. Nhưng mà ở đâu chưa biết. Đợi chút coi đang lạc rồi nè. Nghe. Không. Chim hoang dã nó mới bay vậy. À, cái nữa là chỗ này dễ đặt được. Tại nhìn đâu cũng toàn thấy sa mạc với cát giống nhau á. Chỗ nào cũng giống chỗ nào hết. Đó, mới đi có một chút giờ lạc rồi. Chú cha. Không tin được luôn. Xin phua hay gì đó lên coi thử. Hình như nãy mình ở dưới góc kia. Ủa? Con này nó có nhiệm vụ như cái Smithy luôn nè. Con nào em? Con Tony Dragon nè. Giống như cái Smithy luôn hả? Hay vậy? Smithy luôn, cái đồ của người được luôn. Ồ. Chế độ cơ động luôn. Hay. Trạm sự ơi. Trạm chế tạo đồ lưu động. Con thì Iceland cũng có, con gì đó. Con gì cũng làm với được. Con gì ta? Ly. Không nhớ nữa. Con cóc hả? Hải ly. Không. Hải ly. Còn con hải ly, con hải ly. Ờ đúng rồi, hải ly.
Ờ, đó bay lên núi nè lấy. Cái bạc bạc là gì ta? Đừng nói vàng nha. Trắng trắng kìa. Cái này chắc là kim loại khác. Đúng rồi, nó luôn. À, giờ chửi thôi đừng đánh nữa. Con này lấy gỗ cũng được ít mà đâu có nhiều đâu. Phải ngừng lại để cho nó xếp đặt. Không có nhận mấy đứa ông thần nữa. Ở đâu rồi trời? Kìa. Nắm quá. Dưới nhà đi về nhà lấy thân cảnh đến giờ đó. Hai cục lửa luôn. Đập sắt hả? Bữa nào đi, này xém lạc rồi còn gì nữa. Chút nữa đi, sắp xong rồi. Không muốn mấy phần cay mà. Với lại đầy rồi, đập 500 cục rồi. Đập xíu 500 cục cũng đầy rồi. Mấy con chim này coi. Chim nó vợ 138 đồ của mình đóng tiêu. Kiếm con chim nào quay nạn quay nhiều á, đem đi tải, tải đồ. Tiêu. Hả? Sẵn bây giờ có mấy con này dưới đây. 38 của mình đó. Bạc đâu mất không? Em không biết. Hồi nãy vô không thấy rồi. Ừ, sớm vô không thấy. Bỏ này ngoài kia. Con này dưới được mấy ký? 500 ký. Cho anh tải bớt mấy này. À, hồi nãy chị Tuyền lấy gỗ mà. Chị Tuyền kêu có con chim bay gần nhà mình á. Thấy chưa, nhảy gì chưa? Chim bay gì ta? Hồi nãy chị Tuyền á. Chị Tuyền với nó. Chị Tuyền nói chim gì bay gần nhà mình. Hồi nãy cơ. Con Red đang tem xong rồi. Giờ ra là xong chắc không rồi. Còn con rồi. Nước xuống lì lìa luôn. Đang trời nóng mà kêu đi đập lấy kim loại. Lao động khổ sai. Nám quá.
xong. Đủ tiêu chuẩn rồi nha. Được rồi hả? Vô đây đỡ nóng hơn nè. Xíu. Trời, cái xương này xương xương con ếch hả? Hết rồi, hết nóng rồi. Rồi. Đây, cho vô người con này. Con này 1000kg nè. Cho bớt vô. Từ vậy còn đi làm được thêm tăng nữa. Đây, miếng nước uống. Chạy theo. Chị Tuyền chứ phá quá mà. Chị Tuyền chơi gì cũng hỏng hết. Chơi gì cũng hao. Ui. Con kia nó cướp cái CBS của em rồi. Cướp CBS nữa trời. Đâu rồi, mày đâu? Này ăn trộm có chọn lọc. Chọn đồ công nghệ để lấy không? Chọn đồ có giá trị nhất con người. Đâu rồi, mất rồi. Rồi. Chứ không được hả? Không được. Vậy là không có. Trời ơi, cái cục này được nhiều ghê luôn. Đập một cục thôi mà được tới 750 rồi. Là vẫn còn nữa. Hay cái này bị bút đã đập được hoài 800 cục. 800 cục mê tô một cục một mỏ. Càng vàng thì ra mê tô càng nhiều. Cũng bị lọt đường rồi. What the fuck? Vàng đúng không? Vàng là ra nhiều ha. Rồi cục này vàng nè. Tính ra 10.000 cục mà 1 ly trà sữa quá dễ. Đập
chết 10 cục. 10 cục là có. 1 cục được 8-900 luôn nè. Đập một cục nãy giờ nó cho thật 600 mấy thôi. Mắc gì thiếu 10.000 đâu ra. Chút về mở tủ có 10.000 nha. Ủa? Đúng máy, ủa máy. Gì? Ủa? Anh, thôi, khỏi. Anh làm cái máy kia hết bao nhiêu hả? Có mấy chục cục à, miễn 10.000. Trời. Ê gắn à, đánh nó luôn. Shit, một con Titan Power level 135. Cái cây. Thôi nhiều quá rồi. Đá cũng mang về nữa. Hư mất cái mũ rồi. Tâm ghê không? Tiếp. Rồi xong, hư luôn. Mít của chiêu hay sao á, ồn quá chiêu rồi. Dạ. À còn cái game á. Để em đỡ. Cái gì vậy? À ok. Ờ. Nghe sao được mà nghe á. Nhiều chuyện nữa nè ha. Ê con Red kìa, con Red. Red 15. Tôi mới bắt con Red bên kia đó. Bên kia tôi có con Red 145 á. Không, con Red này rất quan đó, lại nó cắn. Ờ. Trời ơi, lên. Chỉ cần lên trên cái súng bắn nó một cái thôi. Leo lên bắn một phát thôi là chết. Nghe không? Parasur giết luôn. Chưa kịp bán nó cháy rồi. Parasur này á, nó làm được hả? Không phải con Parasur mà con này nè, nó có cái chức năng giống như một cái bàn Smithy á. Đây nè. Thấy không? Để đá này vô. Sửa cái này. Chạm sửa chữa cơ động, lưu động. Không thiếu được. Metal. Bỏ vô cho nó nhẹ, bỏ vô con nó đi. Bỏ rồi. Đó này 400 mà bắt con ta khiêng thấy bà luôn. Có cái gì thế? Cái gì vậy? Nó địch á. Đây thời trang lá chuối hả? Cái gì ngộ vậy? Đều không? Đều không? Đều không? Bộ gì đây? Bộ này đâu phải bộ ghi lê đâu. Một nửa ghi lê, một nửa cái kia. À. Xịt con ấy hả? Không chung, cái xịt nó mệt. Tem nó đi, xịt cho nó ngủ xong rồi tem nó. Em xịt anh ngủ nha. Em lấy xuống mũi xịt cho anh ngủ nha. Tem nữa.
Mình sẽ tên bạn. Đi chỗ khác chơi. Yeah, chơi đồ chơi của bạn nha. Bị gì kìa? Gì vậy? Bị rắn cắn rồi. Rết cắn. Trúng mà, trúng đạn top bo lên cao. Anh chịu nó bắn á. Thiệt hả? Chứ con nào ở đây? Ờ, tưởng bị rắn cắn nhé. Không, em đâu có bán. Em đâu có bán. Yeah, chơi đồ chơi đi, đồ chơi đó. Nè, mình chơi đồ chơi của mình. Hư luôn cái ống luôn kìa. Thôi. Thế ai ngủ nữa vậy? Xỉu rồi. Nhìn núp trong bụi hả trời. Cứu em. Đi lên núi anh, đi lên núi bỏ. Ủa? Bình đánh gì? Bay đâu dướng vô đầu nữa vậy? Rồi, xong rồi. Xong luôn. Ơ, à, tỉnh dậy rồi. Định làm cái gì? Đó là gì đâu? Mình kéo đi đâu? Bao nhiêu rồi? Sắp xong rồi, 1% nữa. Xong. Rồi dắt tụi nó về thôi. Kia về luôn. Chờ cho mình gì hết. Chán thiệt. Cái nữa đây. Bắt thêm chim.
Bắt thêm chim hả? Ở nhà hết chim rồi hả? Anh còn chim. Ừ rồi, để về đi. Nhà nào đây? Vướng quá. Để làm thêm cái yên nữa đi. Đâu có. Kìa, cái bên kìa. Thôi để mình làm đi. Cái gì? Parasol. Kim không chiêu. Chim không? Đi đâu? Đi đâu? Tem thêm chim. Con chim. Đi tem rồng đi. Ta chưa chuẩn bị chứ. Bữa nay chưa có đồ, chưa có úp, chưa có lên đồ. Ôi, con chim để trứng kìa. Trứng hả? Lạ lắm hả? Đây đây, đi tìm chim. Cắt con này vô cái. Chạy chạy hoài. Cho em mượn con meo meo nghe. À chết lộn rồi. Chút nữa vô. Nó phải là cái platform rồi mới đúng. Cho chiêu mượn con meo meo kìa. Em học rồi để em chế cho. Cấm đụng vô. Thôi đi nè chiếu ơi. Trời ơi. Đó là cục cưng chứ không phải là thú. Ai tôi làm thịt con đó. Ông nói làm thịt kìa. Làm thịt lên anh em mình nhậu. Thịt mèo. Em chế cái platform này nè. Ừ rồi ok. Chế cái platform mà. Con này cần cái gì? Cần máu à? Cần máu đi. Máu giờ còn ít. Máu 50k đi đã. Máu với tốc độ thôi. Máu với cân nặng mới bỏ cái platform vào đây. Cái máy lên ngồi. Đây bay qua cái bẫy á. Cái bẫy chỗ nào ta? Hướng núi. Màu xanh đúng không? Nhớ là hướng núi. Hướng núi. Xung quanh đều là núi. Xung quanh đều là núi. Đâu đi đi. Hướng chạy núi. Bay về cái màu đỏ. Đi đâu vậy? Bắt con chim nữa. Dưới chân núi. Ở nhà thiếu chim hay sao? Bắt con nữa. Rồi xong rồi đi kiếm con chim đây. Biết đâu kiếm. Hướng này nè. Đi 125. Ngon rồi. Xịn dữ. Ê có golem nữa kìa. Mốt mình bắt con đó được á. Ủa hay của người ta ta.
Ê của tụi nó. Chứ cô leo nó đâu có đứng sẵn vậy. Thu hồ mà nó cục đá mình ta gần nó mới biến. Rồi sọ con gì to chưa. Đây bẫy đây rồi. Kìa chiêu chiêu lấy con bướm mới được. Con của mèo chui không lọt. Chui xong rồi rớt nó luôn. Này này này. Đóng cửa bắn nó đi. Đóng cửa lại đi rồi bắn nó đi. Chim của mình cũng châu luôn. Ghê vậy, chơi đầu hy sinh luôn hả? Con nào? Con ở trên với con nào? Kiểu luôn ba con đi. Tại con kia cũng trâu lắm cho nên không có sợ chết. Đánh có hai mấy máu bắn cái mùa quýt mới xong. Đâu bay sao bay được, nó bay ra là nó sắp trúng nhiều thuốc mê, nó yếu rồi. Nó 125 luôn, ngon lành thật. Con này 103. Bướm của chiêu á. Bướm của chiêu. Lên kiếm con nữa. Tại bàn bay chậm chậm thấy quải. Bắt nữa đặng mai mốt mình cần nhiều. Lỡ chết thì mình con chết. Mình chết mình có cái bài rồi. Con thay. Gì? Người đá. Nó biến giật mình luôn. Của ông mèo mà. Kìa, hai con rồi. Bữa nay chơi cái ống nhòm này khó chịu thiệt. 100 nè. Được. Con này nhiêu? 50. Dụ con 100 đi. Con mèo đang dụ con nào? Gì rối vậy trời? Con kia đi. Là giết một con bắt một con thôi. Giết con nhiều máu quá. Giết con đã có máu á. Rồi bắt con này đi.
Ồ, nó qua đánh ông rồi. Đổi tài. Gì nữa đây? Em này thì sao? Giết con chim đó lấy thịt đùi đi ông. Tâm á. Ờ, giết con 55 lấy thịt đùi. Vụ nó đi. Ui, hai con luôn rồi. Hai con không biết con nào luôn. Con này 55 thì phải. Đang đá tôi nè. Kêu về đi. Con đó 100 hay gì đó. Ờ. Rồi. Rồi giờ ông giết con đó đi. Con bay ra chỗ khác đi. Không. Con này con nào? Để coi lại. Con nó 100 á. Con đang dí theo chiêu là 100 á. Vậy dí con này đi. Dí con sao đây? Ờ dụ vô. Chiêu dụ vô đi. Lại dí con này. Dí cắt nô luôn. Dí cắt nô cũng có thịt đùi. Máy bay chiến đấu ghê quá. Ủa chưa vô nữa hả? Đâu đây? Con kia chặn đường rồi, nó vô không được. Con này nè. Oh shit. Bắn nó ngoài luôn. Bán đi em dụ vô. Ôi ôi, để con này cũng đi theo nữa hả? Tôi hết đồ luôn. Đúng vô đây. Không cho nó chạy. Xỉu đi. Yeah. Đâu có thịt đâu. Lấy đỡ thịt con này đi. Ủa nữa hả? Ui heo. Nó đông và hung hãn thiệt. Ai cũng ở chuồng hết rồi. Hư đồ hết rồi. Hết nước nữa chứ. Kiếm gì hết nước rồi. Ủa gì? Giờ kiếm cây xương rồng uống. Nó kia là
về mượn tạm bướm đi. Trời, còn có mỗi cái quần xịp. À, lấy đồ không, cho đồ nè. Phần đó thì tôi biết vậy. Có đồ gì cho? Quần áo. Hả? Khỏi. Nhà bên tay trái đúng không? Nước cho đừng. Nè nè, đồ nè. Hiệu cục thịt là hai mũi tên là tăng đồ ăn. Con này sắp chết cái nơi rồi này. Có thịt đùi lên level nhiều hơn, cộng 49 level là tới khoảng 175. Có quần không cha anh cái quần à? Em cho hết rồi. Rách rưới quá, không còn gì để mặc. Nhấn control là nó đánh á, nhấn control là cầm súng nó đánh á. Ấn lộn. Control hả? À, là cầm súng đánh như vậy. Ok. Rồi, lấy bắn súng đánh. Ấy. Lấy trời ngồi bắn lộn chim chết ngắt luôn đấy. Con này 100 mà cộng có 28 à. Chắc tại không có thịt. Chắc tại không có thịt đùi. Đùi đâu ra, địch đùi phải ra giết mấy con cắt nô cơ. Parachute không có luôn. Có luôn.
như thế là hết buồn. Ừ. Giống như hồi trước á cũng vậy, hồi là con rắn. Chim đại bàng có. Mà là con rắn. Để lên trên đây coi, giết được con cắt nô nào không? Đại bàn mổ cũng có ra thịt đùi chứ. Nãy được 8 miếng á. Trời ơi, một đàn tụi nó dưới đây luôn, ba con ba màu. Cái cục vàng vàng đó là người đá đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. À, đúng rồi. Cứ tưởng một loại tài nguyên khoáng sản gì đó ra khai thác là chết. Trên kia cũng có một cục nè. Ở đây cũng có một cục nè. Sao mấy con kia xung quanh này không thấy? Ồ, mà ở đây có rất là nhiều thằng lằn luôn nha. Không phải, cũng đâu không phải. Không phải đâu mà không phải. Nó. Ngựa nữa nè. Bây giờ chưa tem được con ngựa. Chim nó đẹp quá ha. 10. Ở chỗ này là mình thấy cây cối phải nói là âm tầm nhất rồi. Hả? Chứ còn mấy khu này nè, thấy cây cối âm tầm mà ha. Chứ mấy khu khác là có ít xịt rồi. Ủa? Xây này chi? Sợ nó chết hả? Con này sụt lấy chợ lấy bờ tại mới nãy. Nó không có thịt đùi đúng không? Phải, bị cái con trâu nó quánh trúng á. Ờ. Đang tam mà bị con. Ồ. Chín năm là con nào ta? Chín năm là cái bàn của nó. Nhưng mà hai con với nhau không biết con nào. À, chín năm là chiêu bắn. Đó, thấy không? Tam xong rồi nè. Ừ. Rồi thôi chờ nó về. 171 luôn, con này xịn nhất rồi.
Hay quá, đang khát nước. Ê, để quên bướm nữa. Xây nhà đi ông, bữa nay ông nó không xây nhà mà. Ừ. Để thôi ông lo nữa nè. Ở về. Về xây nhà tiếp. Giờ lấy dép về. Rác chỗ nào ra? Rồi mà để xây nhà chắc chim mình hả? Ừ, nó bay kiểu này là chỉ có chim chim nhà thôi. Thêm con nữa nè. Về. Hướng nào ta? À, đi tới một chút nữa. Rồi. Rồi có yên không? Đem ghép về. Ừ? Nói quần. Từ từ. Để nó ở đây đó. Ghép nó ở bên này đúng không? Bên... Đường sau nhà vừa phải. Bên phải nè. Đường sao nè. Ừ. Đi cái cổng này vô nè. Một con Red level 215. Full dam ở đây. Full dam luôn ha. Máu gì, máu vài level rồi vài mấy chục ngàn đủ mà. Để phá này. Sau khi tem xong là phải dọn dẹp sạch sẽ.
lên được có một lá bài nha. Chắc từ từ lên nữa, ok. Trời tối thui. Đây cổng này. Đây nè. Con chim kia xong chưa mấy ông? Xong rồi. Xong rồi hả? Ờ. Cứ vô. Xây nhà chắc để hôm sau thôi. Bữa nay cũng hơi trễ rồi. Ừ, xây nhà tốn thời gian lắm. Chắc phải mấy tiếng lận. Cho nên chắc là để dành cho video lần sau. Cái gì? Chưa có thiết kế luôn. Cho nên giờ ngồi nghỉ thiết kế nữa cũng lâu nữa. Okay, đừng để xây ta... giống cái nhà tù kia cứ là được rồi. Sẽ chơi tới đây thôi và lần sau mình sẽ làm clip xây nhà ha. Nhà của ta đẹp vậy kêu nhà tù. Nhà lần trước. Trời ơi, xấu quá. Rồi chút rồi. Không, nhà này từ thiết kế xây ra. Ủa bóng quá, tôi phải làm mọi cho biết được. Rồi chơi, chơi voi cái gì. Ok, và chắc là mình sẽ nghỉ tại đây thôi. Và cảm ơn tất cả các bạn. Chào, hẹn gặp lại. Bye bye.